Có hình dáng đoan trang xinh đẹp rất đáng yêu, mặc dù xem thấy đầy đủ các dáng dấp trên thân thể nhưng đều phục được tâm nên chẳng hành động buông lung. Về sau ở nơi khác trông thấy người nữ hình dáng xấu xí, dơ dáy hèn hạ, lại sanh tham ái, liền hành động buông lung. Như vậy chúng Đại Bồ Tát tuy thường an trụ bốn thứ tịnh lự và bốn định vô sắc vắng lặng mầu nhiệm, nhưng có thể vứt bỏ tất cả để trở lại thọ thân hèn kém, đủ thứ tạp uế cõi dục, nên nói rất hiếm có, làm được việc khó làm. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, đúng vậy, chúng Đại Bồ Tát bỏ thắng địa thọ thân cõi dục, nên biết đó là phương tiện thiện xảo. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì chúng Đại Bồ Tát này cần cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, xả thân thắng địa, trở lại sanh cõi dục, phát sanh ý tốt, phương tiện thiện xảo. Dù quán tánh sắc uẩn thường vô thường đều bất khả đắc, và quán tánh thọ tưởng hành thức uẩn thường vô thường cũng đều bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc uẩn vui không vui đều bất khả đắc, và quán tánh thọ tưởng hành thức uẩn vui không vui cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc uẩn ngã vô ngã đều bất khả đắc, và quán tánh thọ tưởng hành thức uẩn ngã vô ngã cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc uẩn tịnh bất tịnh đều bất khả đắc, và quán tánh thọ tưởng hành thức uẩn tịnh bất tịnh cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc uẩn không bất không đều bất khả đắc, và quán tánh thọ tưởng hành thức uẩn không bất không cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc uẩn tướng vô tướng đều bất khả đắc, và quán tánh thọ tưởng hành thức uẩn tướng vô tướng cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc uẩn nguyện vô nguyện đều bất khả đắc, và quán tánh thọ tưởng hành thức uẩn nguyện vô nguyện cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc uẩn viễn ly không viễn ly đều bất khả đắc, và quán tánh thọ tưởng hành thức uẩn viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc, nhưng không lìa bỏ trí nhất thiết trí. Dù quán tánh sắc uẩn vắng lặng không vắng lặng đều bất khả đắc, và quán tánh thọ tưởng hành thức uẩn vắng lặng